Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu bán một cái máy sớ cải tiến ha bạn. Đây là cái máy sớ cải tiến đầu máy D28, bông làm việc là 1m1, bánh lồng 9 tấc 5, ngang là 9 tấc ha bạn. Có bánh hơi, ben là 7 tấc, hộp số bao chạy ha. Máy hoạt động ngoài đồng bình thường. Đó. Cái giá là 15 triệu, địa chỉ là Chợ Mới An Giang các bạn. Anh em và các bạn có nhu cầu mua thì liên lạc qua số điện thoại nằm ở trên tiêu đề ha, để gặp ngay chủ máy các bạn. Đầu máy là Giang Đông D28, bông làm việc là 1m1 các bạn, ben thủy lực là 7 tấc. Cuối cái video thì có test máy chạy cho các bạn xem ha. Cái bánh lồng là chiều ngang của nó là 9 tấc các bạn. Chiều đứng là 9 tấc rưỡi. Anh em và các bạn có nhu cầu mua thì liên lạc qua số điện thoại nằm ở trên tiêu đề ha. Bánh lồng là 2 thớt, rồi có luôn cái cặp bánh bánh hơi luôn ha. Máy thì hoạt động bình thường nhưng mà có phần đổ hơi nhẹ ha. Cái nào nói nấy cho các bạn xem được biết ha. Rồi cuối clip thì có test máy, các bạn xem hết video để xem cái đoạn test máy ha, chạy không ạ, chạy nổ cho các bạn xem. Đó. Đếm bao nhiêu cái câm đó các bạn đếm ha. Đó. Câm đồ này kia còn rất là dày ha bạn. Đó. Còn rất là dày luôn. Nói chung là cái máy này cái giá là 15 triệu đồng là rất là rẻ, anh em mua về là sử dụng. Đó. Hộp số là bao chạy, còn cái động cơ thì đổ hơi thì mình làm lại không có bao nhiêu tiền hết trơn á. Rồi anh em xem cái đoạn test máy ha, lái nâng hạ thủy lực. Rồi anh em và các bạn có nhu cầu bán đồ thì liên lạc qua kênh của mình, số điện thoại là 0352 915 395 các bạn. Còn mua cái máy này thì liên lạc gặp ngay chủ máy là số điện thoại nằm trên tiêu đề. Đó. Tất cả là còn dày dặn hết trơn, hoạt động rất là ok.